Hôm nay là một chiếc xe số tự động nhập khẩu đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhá, Suzuki. Số tự động luôn các bác ạ. Và mẫu xe nhập khẩu thì các bác biết là bao giờ nó cũng sẽ chắc chắn và nó chạy nó đầm hơn so với những mẫu xe lắp ráp, đúng không ạ? Và đây là nội thất bên trong, em quay luôn cho các bác mình cùng xem đây ạ. Nội thất thiết kế nhìn rất đẹp mắt luôn này. Đấy, vô lăng của xe rất đẹp luôn, không bị mòn các bác nhá. Đây, những cái phần gai đây, những cái phần gai của vô lăng này các bác này. Đấy, những cái phần sần, phần gai của vô lăng này. Các bác thấy không ạ? Rất đẹp luôn, có túi khí này. Và bên kia đây nhá, hai túi khí an toàn luôn các bác nhá. Đấy, cần số đây. Củ số vô lăng của xe không bị mòn luôn các bác nhá. Chỉ hơi bóng mòn một chút xíu thôi, không đáng kể đâu các bác ạ. Đấy, chân lý của nó còn rất là mới này. Chiếc này mang tên là Suzuki Ato các bác nhá. Được sản xuất năm 2009 và đăng ký lần đầu năm 2011. Có nghĩa là năm 2011 thì mới lăn bánh các bác nhá. Đấy, có thiết kế na răng đúc này. Và một bộ lốp của xe này còn rất là dày. Đấy, rất là dày luôn. Đèn trước đèn sau rất là sáng. Đây là phần phía sau của chiếc xe. Đấy, chiếc xe mang biển 15 tên tư nhân các bác nhá. Về vấn đề sang tên đổi chủ, bên em hỗ trợ đầy đủ cho các bác mình khi cần, bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào luôn. Đấy, sang tên hoặc là công chứng ủy quyền. Bên em có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc các bác nhá. Ưu tiên những bác ở ngoài miền Bắc này. Miền Bắc thì rất là nhanh. Miền Bắc thì bên em giao xe trong ngày là các bác có thể nhận được xe rồi. Đây, ai gọi đi ạ? Đấy, các bác nhận xe trong ngày luôn. Nếu các bác ở ngoài miền Bắc, còn các bác ở trong miền Nam thì mình nhận xe cho em tầm khoảng 3 đến 5 ngày các bác nhá. Đây, nội thất đây. Chiếc xe thì còn cực kỳ là ok luôn. Đây, các bác xem cho em này. Đấy, móc chốt khóa xe nó sáng rực luôn này các bác này. Đấy, thông tin của xe này. Đây nhá, các bác nhìn cho em ở cái vị trí này. Đấy, táp lô của xe rất là tươi, rất là sáng luôn. Đấy, nội thất vẫn còn thơm cái mùi đặc trưng của dòng xe nhập khẩu, dòng xe Nhật nhập khẩu đấy ạ. Mùi đặc trưng. Đối với chiếc xe này thì bên em cũng sẽ đảm bảo cho các bác hoàn toàn yên tâm, xe không có lỗi về lỗi đâm đụng này. Đấy, và lỗi ngập nước thủy kích là bên em cũng sẽ đảm bảo cho các bác yên tâm nhé, bằng bất kỳ cái hình thức nào luôn. Và các bác có thể là mình cho thợ đến kiểm tra đối với chiếc xe này của bên em các bác nhá. Đấy, tôn vỏ xe thì còn rất là ok, keo chỉ của xe còn nguyên zin các bác nhá. Keo chỉ của xe tất cả bốn cánh rồi cabo rồi cốp của xe là vẫn còn nguyên bản, chưa mất một phân nào cả các bác nhá. Đấy, một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật và với động cơ chỉ 1.0 thôi, thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ dao động tầm khoảng 5 lít các bác nhá, tầm khoảng 5 lít trên 100 km thôi. Với lớp sơn là màu bạc và nội thất thì là màu kem và là màu đen. Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để các bác xem đây ạ. Keo chỉ đây nhá, keo chỉ là không mất phân nào cả nhá. Keo chỉ thì tất cả bốn cánh đều có keo chỉ hết. Đấy, xung quanh cánh, xung quanh tất cả bốn cánh luôn, keo chỉ không mất phân nào cả, không mất phân nào cả các bác nhá. Đây, nội thất đây, phần tắp đi tắp lô của nó đây, rất là đẹp này. Tôn vỏ dòng này rất là dày nhá, từ cái phần khe, từ cái phần vách cửa này, tôn vỏ nó rất là dày luôn. Đấy, bộ ghế da thiết kế bằng chất liệu da xịn. Đấy, chất liệu da xịn và vẫn còn rất là mới đẹp các bác nhá. Sàn bọc da rồi. Chiếc này các bác mua về mình không phải làm gì luôn, không cần phải động chân động tay gì luôn. Cơ bản là xe ok hết rồi, mình về chỉ việc đổ xăng nó chạy thôi nhá. Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đây, những cái phím này, những cái nút bấm này, các bác thấy này còn đẹp này, đúng không ạ? Đấy, củ số đây, em quay các bác xem cái vị trí này. Chìa khóa đây nhá. Vừa quay vừa điện thoại có vẻ là hơi mất tập trung một chút, đúng không ạ? Em sẽ tắt điện thoại này một chút. Rồi. Chiếc xe này rất là nhiều túi khí luôn các bác nhá. Điều đặc biệt ở trên chiếc xe này là rất là nhiều túi khí này. Chỗ này có túi khí này. Và đây túi khí này. Và đây này các bác này. Và trên đây nữa nhá. Và đây nữa này các bác này. Đấy, đây có túi khí nữa luôn nhá. Đây các bác nhìn cho em gần gần một chút đây. Đây. Đấy.
Đây nhá, bên này nữa này. Rất là nhiều luôn. Có tổng là em đếm ở trên đây là 6 túi khí an toàn luôn. Đấy, rất là nhiều. Để mà nói những cái mẫu xe ngắn nè, những mẫu xe ngắn mà thiết kế được nhiều túi khí thế là không có nhiều đâu các bạn. Rất ít. Rất ít có những chiếc xe nào mà thiết kế được nhiều túi khí như vậy. Hôm nay quay hơi mất tập trung một chút các bác nhé. Nói nó hơi ngượng nghịu một chút tại vì cái điện thoại kia làm cho em mất tập trung. Rồi, bây giờ thì sẽ lấy lại tinh thần và quay sẽ tập trung quay cho các bác mình xem đây ạ. Các bác xem cho em nhá, keo chỉ đây, không mất phần nào cả nhá. Đấy, đồ nhựa của xe còn cực đẹp luôn này, không bị mòn này, đúng không ạ? Đấy, cái đồ nhựa của xe nó còn rất là ok. Đấy, không bị mòn. Và cửa của cái chiếc xe này đấy, cửa sau đấy ạ, thì được mở cái kiểu này rất là hay này. Đấy. Thiết kế tổng chỉ có hai kính điện thôi, còn thì hai kính sau thì được mở theo kiểu là dạng là mình bấm hé là thôi đấy ạ, chứ không phải là mở hẳn nhá. Đây, những chiếc xe đẹp đây thì các bác nhìn cho em những cái vị trí này. Đấy, móc chốt khóa này. Đây, từ những cái phần báo cánh cửa này. Ở chỗ này là báo cánh cửa nhá. Báo đèn cánh cửa đấy ạ. Đây, và phần vách cửa nữa này các bác này. Đấy, chiếc xe này em thấy khá là ok luôn. Về hình thức cho nên về chất lượng. Máy số thì các bác yên tâm nhá, máy số đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, bộ ghế da của xe còn đẹp đây. Đấy, trần nỉ còn rất là sáng nhá. Có một vài điểm hơi bẩn thôi, cái đấy là mình có thể là mình đánh đi được các bác nhá. Đèn trước đèn sau rất là trong này. Một chiếc xe còn khá là long lanh luôn. So với đời thì đây một chiếc xe còn tương đối là chất lượng và chạy ít các bác nhá. Đây, những cái vị trí này, những phần đồ nhựa cho đến những phần sắt, những cái phần thép của chiếc xe nó còn rất là sáng luôn. Dòng này nội thất của nó rộng hơn Morning các bác nhá. Kể cả như là cốp phía sau cũng vậy, rộng hơn Morning luôn. Đây, lốp dự phòng rất đẹp luôn này. Và ở dưới thì cũng đã được dán cách âm, cách ồn rồi các bác nhá. Đây, lốp dự phòng của xe là không bị han luôn. Mặt sau của ghế thì vẫn còn nỉ này. Đây, keo chỉ đây. Một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật. Đấy, các bác thì chắc cũng có nhiều người biết đến nó, và có người thì chưa biết đến, đúng không ạ? Bác là chưa biết đến thì mình có thể tìm hiểu thêm nhé. Đây, một mẫu xe Nhật mà các bác biết này chưa tới 200 triệu, đúng không ạ? Giá thì cũng chỉ bằng chiếc Morning thôi, nhưng mà đi dòng xe Nhật thì bao giờ nó cũng sẽ chắc chắn hơn. Đặc biệt là dòng xe nhập, đúng không ạ? Nhập sẽ chắc chắn hơn, là bền hơn. Tiết kiệm nhiên liệu nữa, đúng không ạ? Và đồ đạc phụ tùng của dòng này thì bên em sẽ thiết kế nếu các bác mình cần nhá. Nếu các bác mình bảo là đồ mua ở đâu thì bên em sẽ chỉ cho. Đồ đạc phụ tùng đấy ạ. Còn những mẫu xe Nhật thì các bác biết rồi. Bao giờ đồ đạc của nó thì luôn luôn là dễ kiếm, đúng không ạ? Luôn luôn là dễ kiếm và luôn luôn là rẻ. Đây, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu các bác và quay các bác xem cái cánh ở phía bên đây nhá. Đây, đồ nhựa của nó này. Và tắp ni nữa này. Đấy. Rất sáng luôn. Rất là sáng luôn. Đây, tiếp nữa này các bác này. Tem còn nguyên đây các bác này. Đấy, bù lông ốp vít của xe cũng rất là sáng, đúng không ạ? Chiếc xe còn khá là đều. Chiếc xe đẹp đều luôn. Không có cái hiện tượng bị mục, mọt hay là han gì đâu nha các bác nhá. Mình có thể là xem toàn bộ chiếc xe, tiếp sẽ quay cả gầm nữa luôn cho các bác xem. Chiếc này bên em cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Về các bác cũng không cần phải vệ sinh nữa. Từ về máy cho đến nội thất là bên em cũng đã vệ sinh rồi các bác nhá. Tất cả chức năng của xe hiện tại đang hoạt động bình thường. Như em cũng đã nói là về mình chỉ việc đi thôi và bảo dưỡng sơ qua thôi các bác nhá, thay dầu thay mỡ thôi.
Và nếu có mắc mình cẩn thận thì mình có thể là thay dầu thay mỡ. Đây, những vị trí tiếp theo nữa mời các bác cùng xem nốt này. Tắm ni được thiết kế là hai màu. Đây, tay chỉnh gương của xe vẫn nguyên vẹn này các bác này, không bị gãy này. Đồ nhựa của xe đẹp. Những vị trí này vẫn còn chấm sơn đây, đúng không ạ? Lòng trong hiện tại là vẫn còn là sơn zin các bác nhá. Tắp lô đây. Về nội thất bên trong thì em quay đến đây cũng gọi là tương đối rồi, đúng không ạ? Các bác cùng xem nốt những vị trí cuối cùng nhé của cái phần nội thất. Nè, rất sáng đẹp này. Chiếc xe thì được hiển thị trên đây là 10 vạn các bác nhá. Đây, em có thể bật km lên cho các bác xem. Đấy, 10 vạn km. À, như vậy thì em giới thiệu các bác xem xong phần nội thất rồi. Bây giờ tiếp tục thì sẽ giới thiệu cho các bác xem phần bên ngoài nhé. Đây, cửa đóng rất là chắc luôn. Đây các bác nghe này. Đây, cửa đóng rất là chắc và rất là nhẹ. Đây, cốp đây nhé. Đẹp, đóng cửa cho các bác nghe tiếng cửa này. Nghe trên điện thoại thôi nhưng mà các bác nghe trực tiếp thì nó sẽ cảm giác nó êm hơn các bác nhá. Đăng kiểm một xe đến tháng 1 năm 22 nhá. Dòng này vẫn đăng kiểm được 1 năm 1 lần. Các bác xem cho em cái phần khu vực đầu của chiếc xe này. Đây, đèn của nó này. Đèn của nó thì nhìn cũng giống đèn của Morning đúng không ạ? Đấy, cũng gần giống. Nhưng mà nó vát vát lên một chút và nó dài dài lên một chút. Còn cái phần dưới là rất là giống này. Đèn này là đèn xịn các bác nhá. Đèn xịn nguyên bản của xe đấy ạ. Nó vẫn còn được trong như này luôn này các bác này. Đấy, logo xe còn đẹp. Tất cả những cái phần khe mép của xe rất là khít luôn. Một dàn lốp dày nhá. Một dàn lốp này các bác mình cũng tiết kiệm một số tiền rồi này. Lớp sơn rất là bóng đẹp. Tôn vỏ căng luôn. Kính bọc dán rồi. Kính bọc dán xung quanh rồi. Đây nhá. Các bác nhà mình nếu mà cho nó cần thiết thì mình nhá các bác nhá, mình có thể lắp thêm cái cam lùi đây này và lắp thêm cái màn hình. Màn hình và cam lùi dao động tầm khoảng trên dưới 1 triệu thôi các bác nhá. Trên dưới 1 triệu là mình có thể là mình lắp được bộ màn hình và cam lùi thôi. Đầy lốp nữa đây. Đây phần gầm này các bác nhìn này. Đấy, chiếc xe với cái bộ gầm rất là sáng luôn. Đây. Một mẫu xe form dáng hatchback. Biển 15A. Chiếc này là không phải là bản van đâu các bác nhá. Van này có liên hạn. Còn chiếc này của em nó là 5 chỗ. Biển A mà, đúng không ạ? Các bác xem lốt cái phần bên ngoài cho em này. Các bác xem xong mình yêu mình đã ưng chiếc xe này rồi thì hãy gọi điện trực tiếp cho em theo hai số điện thoại chính mà bên em vẫn đang sử dụng thường xuyên. Đây là số 093 8586307 nhá. Và 0389 000505, kết nối Zalo cho bên em theo hai số đó nữa để được xem thêm hình ảnh hoặc là video. Hoặc là cần thêm thông tin gì thì mình cứ alo, gọi điện các bác nhé. Đấy. Dịch bệnh các bác không đến xem được thì bên em cũng có chương trình là ship xe đến tận nơi, mang xe cho các bác nhà mình xem. Mình xem, mình kiểm tra, mình cho thợ kiểm tra đầy đủ. Khi thấy ưng rồi thì lúc đấy mới xuống tiền mua các bác nhé. Kiểm tra thoải mái, test xe thoải mái các bác nhé. Mình cứ cho thợ test thoải mái cho em. Đây, phần gầm của chiếc xe các bác cùng em đi xem nốt này. Mời các bác xem động cơ. Đấy, cabo thì em cũng đã rút chốt rồi.
Bây giờ thì ra mở capo ra quay bác mình xem khoang máy đây. Bên em còn nhiều xe lắm các bác nhá. Còn lúc nào cũng vậy. Ở trong bãi luôn luôn có trên 100 chiếc xe các loại, các dòng luôn. Trên 100 đầu xe, từ 100 triệu cho tới 700 triệu luôn. Các bác hãy đăng ký kênh để xem thường xuyên những chiếc xe khác của bên em đưa lên các bác nhá. Rồi, bây giờ thì mời các bác xem khoang máy này. Khoang máy của xe đẹp. Khoang máy đây nhá. Máy số đại chất luôn. Da máy của xe rất là sáng đẹp. Như vậy thì chiếc xe này em cũng đã quay xong cho bác rồi. Chiếc xe mang tên là Suzuki gọi là Ato, hoặc là nếu mà gọi theo một cái cách dễ nhớ đây là các bác mình cứ gọi là ăn to đi, đúng không ạ? Đây. Vâng, Ato này, Ato hay là ăn to đi. Cho nó dễ nhớ, đúng không ạ? Rồi chiếc xe này thì giá bên em cũng sẽ đưa lên mà ghi lên ở phần tiêu đề các bác nhá. Và cái giá bên em đưa ra vẫn còn lùi thêm cho các bác thêm. Đấy, vẫn còn lùi thêm, các bác cứ alo gọi điện cho bên em để được chốt chiếc xe này. Và mọi thủ tục sang tên, vận chuyển và những cái gì mà các bác thắc mắc thì các bác hãy gọi điện cho bên em theo hai số điện thoại đấy nhá. Địa chỉ thì các bác tới là 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để được xem xe, chạy thử xe các bác nhá. Video này em đã quay xong và xin được kết thúc video này ở tại đây. Xin được gặp lại các bác vào video sau.